dù có flop vẫn quyết lan tỏa chuyện hay đến các bạn. Xin chào, đây là review phim và truyện Nhật, còn mình là Nấm Hương. Hôm nay tiếp tục cùng mình theo dõi chặng đường thống nhất Trung Hoa của Lý Tính và Doanh Chính nha. Hình thức thì vẫn như các tập trước, bìa rời nhũ bóng tên truyện, mỗi tập thì sẽ được tặng một thẻ nhân vật. Từ tập 32 đang là cao trào tại cuộc chiến ở Thành Tối, đích thân Doanh Chính đã cùng với Tính và quân đội trấn giữ thành, cột mốc cuối cùng để giữ nước. Nếu thất bại thì nước Tần sẽ bị xóa sổ trên bản đồ. Dù rơi vào cảnh chỉ còn có thể trông mong vào kỳ tích, nhưng Tín và Chính vẫn kiên cường chiến đấu. Và kỳ tích cũng đến, nữ vương Dương Đoan Hòa cùng Sơn Tộc đã đến tiếp ứng. Tín tái đấu với Bàn Noãn bằng những sức lực cuối cùng. Trợ quyết đấu sống còn này như thế nào thì mọi người xem sẽ rõ nha. Cuộc chiến dai dẳng tại Hàm Cốc Quan cuối cùng cũng kết thúc. Lý Mục với pha liên kết các nước để đánh Tần đã thất bại mà không thể lường trước được khi phần thắng gần như thuộc về hắn. Mình thật sự tiếc ở cuộc chiến lớn như thế này lại không có sự tham gia của Khương Hối, nhân vật mà mình thích nhất truyện. Bù lại, ta có hành trình báo thù đầy dữ dội của cô ấy, được thỏa mãn từ cảm xúc đến phần nhìn qua trận chiến đầy kịch tính của riêng cô. Cuối cùng thì Khương Hối cũng đã trở về với Phi Tín Quân. Chiến sự chuyển đến việc giải cứu em trai của Doanh Chính là Thành Kiệu tại thành Đồn Lương. Ở phần này thì Thành Kiệu là nhân vật chính và tỏa sáng hơn bao giờ hết cùng vợ là Lưu Y. Đến đây, cuộc chiến của Tần Quốc ngày càng căng thẳng. Doanh Chính đang tiến hành lễ đăng cơ, Lao Ái đưa quân tạo phản đánh trực diện vào Hàm Dương. Bên ngoài, Tính cùng các võ tướng liều mạng để bảo vệ thành. Bên trong là màn đấu trí và Lý cực căng giữa Chính cùng Lã Bất Vi và cả Thái Hậu. Chính cuối cùng đã đăng cơ thành Tần Vương, thành Hàm Dương giành được chiến thắng trước sự xâm chiếm của Ái Quốc. Cuộc chiến nội bộ nước Tần đã được đặt dấu chấm hết. Phần 1 của Kingdom cũng được tác giả xác nhận là kết thúc ở tập 40, dù vẫn còn một chương nữa không thể đưa vào tập này. Vậy là với 10 năm, Kingdom mới chỉ đi hết chặng đầu tiên. Chúc mừng Tần Vương đã đăng cơ và chúng ta còn phải chờ dài dài chưa biết đến bao giờ cho đến khi Doanh Chính thống nhất được Trung Hoa. Tuy vậy, nội dung bộ truyện chưa bao giờ là hết cuốn hút. Theo dõi từng diễn biến, từng trận đánh, độc giả không thể nào rời mắt hay ngưng giữa chừng vì nó thật sự hấp dẫn và lôi cuốn. Anime mùa 4 đã kết thúc, vậy là manga Kingdom tại Việt Nam cũng chuẩn bị vượt qua nội dung của anime rồi nha. Bạn thấy Kingdom như thế nào? Có bị mê mệt như mình không? Cho mình biết ý kiến của bạn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi review của mình. Bài Bicycle.